TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào các sếp, chúng tôi đến từ công ty cổ phần Zota Việt Nam, đơn vị sáng chế và sản xuất sản phẩm cầu dắt xe thông minh. Hôm nay chúng tôi đến đây để kêu gọi số vốn là 4 tỷ 650 triệu đồng để đổi lấy 20% cổ phần công ty. Vì hiện nay các em chưa có được cái bằng như em đăng ký thì anh rất lo ngại là sẽ bị người ta bắt chiếc. Hiện giờ bọn em đã chuẩn bị cái bộ hồ sơ khoảng 100 trang rồi. Mới hồ sơ nhưng mà mình chưa khẳng định. Bọn em tự tin là bọn em sẽ được cấp. Em xin giới thiệu qua, em với cả Nam đều là em học Đại học Luật Hà Nội, còn Nam thì đã học Đại học Luật Quốc gia. Và em có thời gian làm cho văn phòng luật của Úc. Ai mà dám đầu tư ra công cơ khí là người rất là dũng cảm. Thì em kỳ vọng là doanh số một tháng sẽ được bao nhiêu? Bọn em kỳ vọng là trong 12 tháng đầu thì bọn em sẽ đạt doanh số khoảng 18 tỷ. Nhưng anh nghĩ là cái này em đâu có cần vốn nhỉ? Dạ em cần vốn chứ sao rồi. Em phải phát triển sản xuất, phải mở nhà máy, phải mở kênh phân phối. Như vậy thì mới đi nhanh được. Anh đưa ra cái offer này cho nó tiện này. Trong một năm đầu tiên ấy, anh chấp nhận coi như khoản vốn này là trái phiếu chuyển đổi. Thì sau một năm anh, nếu như các cái bức tranh em vẽ ra mà đúng như các em đặt kỳ vọng thì anh sẽ chuyển thành cổ phần như các em nói. Nếu không thì nó là một khoản vay. Và vay là gì? Bằng cách là chính anh sẽ hỗ trợ em sản xuất và anh sẽ quản lý cái tồn kho đó để làm tài sản đảm bảo. Và cái lãi suất của khoản vay đấy là 20% một năm trong cái năm đấy. Vậy là em thế chấp bằng hàng hóa đúng không? Đúng rồi, anh sản xuất luôn cho các em. Và để kho của em cần bao nhiêu em cứ đến kho em lấy. Thì coi như là anh chấp nhận rủi ro là nếu không bán được là anh bị tồn kho. Đã có sếp nào quan tâm được không ạ? Nếu em đặt là 4,5 cho 20% thì anh thấy nó hơi cao. Em xin phép được nghe đề xuất ạ. Anh nghĩ là 50-50. Có hai offer như vậy, em cân nhắc. Trong kế hoạch tài chính của em năm đầu thì lợi nhuận của bọn em nó chỉ rơi vào 13% thôi. Nếu như cái khoản vay đó nó là 20% thì bọn em không có tiền để trả lãi. Nếu mà em lo ngại về vấn đề khoản vay lãi suất cao của anh Phú, trong chương trình này của chúng ta có một nhà tài trợ lớn của Shark Tank mùa năm nay. Họ đưa ra một cái gói tài trợ vốn cho các startup tham gia chương trình này là họ tài trợ tới 50% cái deal mà em đàm phán được với các Shark, và với một lãi suất trong 6 tháng đầu tiên 0%. Với điều kiện là phải được đồng ý của các Shark. Gợi ý quá tuyệt vời ạ, à, anh Phú ạ. À, thế thì em xin chọn xác Phú. Ok. Chúc mừng Phú. Sau khi mà quay ghi hình chương trình ấy, anh Phú đã hẹn với Zota là ra Hà Nội để gặp ngay để bàn những cái công việc khẩn cấp. Và đúng cái ngày mà Shark Tank lên sóng á, tức là mùng 8 tháng 8 á, thì là mình đã có nhận được cái sự đồng ý của anh Phú sản xuất ngay đợt hàng đầu tiên tại nhà máy Sun House. Hôm sau, tức ngày mùng 9 tháng 8 thì nhà máy chính thức là bấm nút sản xuất với lô hàng đầu tiên cho bên mình. Bản thân cái sản phẩm này thì nó là một cái sản phẩm mà nó nằm trong hệ sinh thái sản phẩm Sun House, và nhà máy Sun House thì hoàn toàn có thể chủ động sản xuất được. Chính vì vậy nếu như mà tôi đầu tư cho các bạn ấy thì bản thân Sun House cũng có thể gia tăng được cái công ăn việc làm cho nhà máy. Còn riêng về cái ý tưởng của cái sản phẩm này thì tôi cũng đã góp ý với các bạn, đó là nếu các bạn chỉ kinh doanh một cái sản phẩm này thì khả năng thành công là rất thấp. Nhưng các bạn ấy cũng chia sẻ là đây chỉ là một sản phẩm đầu tiên, và các bạn có thể là phát triển dựa trên cái đó ra nhiều sản phẩm khác. Và tôi tin cái khả năng gọi là R&D của bạn ấy có thể nghĩ ra và phát triển thêm những cái sản phẩm mới. Bọn mình luôn luôn tìm kiếm là một cái việc gì đó mà có thể đóng góp cho xã hội nhiều hơn ở một cái phạm vi rộng hơn. Bởi vậy thì mình chọn cái sản phẩm này cũng là một cái sản phẩm nó rất là thiết thực, phục vụ được hàng triệu người, nhất là người già và phụ nữ. Cái con đường học về ngành luật ấy thì nó giúp cho mình có một cái tư duy rất là logic. Tuy nhiên là cái thời gian mà mình làm về tư vấn luật ấy thì mình lại nhận ra đấy là một cái nghề mà nó khá là khô khan và nó bị giới hạn trong những cái văn bản. Và mình phát hiện ra là cái bản năng của mình ấy là rất là yêu sáng tạo, và bây giờ mình rất là hài lòng vì là mình đã tìm được một cái công việc, một cái sự nghiệp mà mình thỏa sức, mình sáng tạo và lại còn có thể là đóng góp được cho cộng đồng nữa.
Từ khi mà lên sóng Shark Tank đến giờ thì bên mình đã hoàn thành cái kiểm toán nội bộ với tập đoàn, bắt đầu chuyển sang những cái phần đàm phán cụ thể hóa các cái điều khoản của hợp đồng. Chúng ta tách bạch này, hợp đồng Zota với nhà máy là độc lập, nó coi như là em là khách hàng của nhà máy nào, nó không liên quan gì cả. Còn cái giải ngân tài chính là chính là Sunhouse Invest giải ngân cho các em. Cái tiền ấy sẽ trả cho các nhà cung cấp, thì nhà máy Sunhouse là một trong những nhà cung cấp của các em. Nó phải rất là clear như vậy, được chưa ạ? Còn riêng khâu sản xuất, anh cam kết là khi có hợp đồng rõ ràng anh sẽ chỉ đạo cho nhà máy là làm đúng như tham, và không thì cứ phạt thôi. Đúng thế mà làm. Em hiểu trên hợp đồng anh làm clear ra như một nhà cung cấp bình thường, để cho nó minh bạch trong quản trị, thì anh cũng không nhiều thời gian. Thì có điều của anh là dùng hợp đồng để chúng ta quản trị cho nó rõ ràng. Thì em xin anh một cái chỉ đạo cụ thể cuối cùng thôi, tức là liên quan đến cái hợp đồng này mình cũng đã đàm phán khá lâu và các điều khoản đã tốt tương đối rồi. Thì để tạo điều kiện mình kết thúc sớm ấy, thì em đề xuất là cái cấu trúc hợp đồng về liên quan đến cái hạn mức giải ngân ấy, thì mình để mở. Và tối đa đến cái ngưỡng anh hứa với điều kiện khi em đạt được doanh số 1.5 tỷ. Vâng, tức là nó phải có điều kiện, giải ngân có điều kiện, nhưng mà nó để mở cái trần để bọn em có đủ nguồn lực và đủ tự tin để đi làm việc với cả các cái đại lý. Anh cam kết với em là đến đúng như cái lời anh cam kết, được chưa ạ? Với điều kiện đúng là cái các cái tiêu chí em nói trên hình là em phải doanh số em đạt được 18 tỷ thì em sẽ được giải ngân đến cái mức trần đó, đúng không? Còn doanh số em thấp thì đương nhiên anh giải ngân theo tỷ lệ doanh số em cam kết thôi. Vậy thì em chốt loại này ạ, em sẽ cam kết là giải ngân mùi là 300 triệu. Mình chúng ta bàn ba cái đấy chỉ tối đa là 1 tỷ thôi, nếu mà anh không đi đổ tiền. Còn câu chuyện là chúng ta bàn nhau là khi nào được phép giải ngân tối đa trên 1 tỷ thì bắt đầu anh phải có những đơn hàng đầu tiên như của các cái hãng ô tô vân vân đấy. Thì bọn em xác xét cái đơn hàng đấy, bọn em thấy là mặc dù cái đấy nó chỉ là tương lai thôi, đúng không? Thì bọn em sẽ giải ngân quá vượt quá cái 1 tỷ đó. Tức là đấy là tín hiệu đấy, điều kiện để đi trên chương trình thì em có nhận được thông tin là Vietcombank họ có cái tài trợ cho doanh nghiệp mà tham gia Shark Tank. Thì em cũng muốn hỏi ý kiến anh là đối với cả cái ưu đãi của họ thì mình có nên sử dụng không, và cái phương án sử dụng mình nên như nào? Thực ra thì anh nghĩ là cái việc mà các em nên tìm kiếm đến các cái ngân hàng thì là cái nên làm. Thì bản thân ngân hàng thì họ sẽ là người cho vay chuyên nghiệp, tài trợ được vô giới hạn nếu như cái nhu cầu phát triển của mình. Tuy nhiên thì để ngân hàng nó giải ngân thì nó cần rất nhiều cái điều kiện đi kèm. Chính vì thế nên anh nghĩ là chính thông qua cái việc mà các em được nhà đầu tư giải ngân ấy thì là một cái điều kiện rất là lớn để cho các ngân hàng họ tin tưởng họ sẽ tiếp tục giải ngân. Thì Vietcombank họ đã có một cái chương trình là đi cùng đồng hành cùng với chương trình Shark Tank ấy. Thế nên đây là một cái tiền đề rất là tốt, thì anh nghĩ là các em nên đi sâu vào để làm việc chi tiết với họ để làm sao đạt được những cái điều kiện mà họ đưa ra để mình có thể nhận được những khoản vay từ họ. Vì bản thân anh biết là lãi suất Vietcombank cam kết cũng rất là thấp, đúng không? 0%. Rồi đấy, rồi thống nhất như thế nhé. Ok, rồi, rất cảm ơn. Ok, rồi. Em cảm ơn anh, anh đã đi rồi. Anh đã biết ngân hàng TB Bank có các sản phẩm đầu tư cho các startup tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2, đó là tài trợ vốn lưu động với giá trị lên tới 2 tỷ đồng, ưu đãi lãi suất 0% trong 6 tháng đầu tiên. Ngoài ra, các startup được phát hành thẻ tín dụng tín chấp với giá trị lên tới 300 triệu đồng và đặc biệt được miễn phí thường niên năm đầu tiên. Về mặt thủ tục thì bọn anh cần phải chuẩn bị những gì em? Danh mục hồ sơ chuẩn bị em sẽ gửi đến công ty các anh qua mail. Đến với TB Bank, mọi nhu cầu giao dịch của công ty sẽ được hỗ trợ và tư vấn. Và anh cũng hy vọng là sẽ được hợp tác với cả TB Bank lâu dài. Cảm ơn anh. Thực ra chúng tôi đã chốt được tất cả những cái điều kiện cơ bản. Và nếu các bạn làm đúng cái những cái điều đã thỏa thuận như vậy thì tôi tin là chúng tôi sẽ giải ngân theo đúng những cái trình tự mà đã cam kết trong cái hợp đồng đầu tư của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến cập nhật về quá trình đàm phán và ký kết hợp đồng giữa Sunhouse và Zota trên kênh fanpage và YouTube của chương trình Shark Tank.
TP Bank hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa nốt cái offer cuối cùng để em chọn nhé. Là anh đồng ý đầu tư cho em 3,5 tỷ đổi lấy 30% cổ phần. Và nếu mà em thất bại thì bản thân cái team của em phải về làm cho anh một năm. Anh đưa ra hai option để em chọn. Bây giờ tóm lại là em có hai offer nhá. Offer. Cái offer của Sắc Phú.